Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuần giáo. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Xã Trường Đông nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quài Cang với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm muốn hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, muốn chăm lo cho nhân dân, phát huy nội lực trong dân thì phải quan tâm xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực chuyên môn vững vàng. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức luôn được xã Trường Đông quan tâm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 2011, huyện Tuần Giáo bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Khi đó, xã Trường Đông mới được chia tách từ xã Trường Sinh. Vì vậy, đội ngũ cán bộ công chức của xã Trường Đông còn nhiều bất cập cả về số lượng và chất lượng. Số cán bộ công chức chưa đạt chuẩn trình độ văn hóa còn chiếm tỷ lệ cao. Một số cán bộ được bố trí công việc chưa hợp lý với trình độ chuyên môn đào tạo. Để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Trường Đông đã tập trung xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức gắn với thực hiện tiêu chí số 18 trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công chức tham gia các lớp, khóa đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Song song với đó, công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên cũng được quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, xã đã cử 2 đồng chí theo học các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, tạo điều kiện cho 2 đồng chí tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị. Hiện nay, đội ngũ cán bộ xã Trường Đông có 21 đồng chí, thì có 2 đồng chí có trình độ cao đẳng đại học, còn lại là trung cấp, trên 80% cán bộ công chức đạt chuẩn. Xã Trường Đông là một xã mới được chia tách theo nghị quyết 45 của Thủ tướng Chính phủ, mới chia tách từ xã Trường Sinh với tổng số hộ là 1.112 hộ, tổng nhân khẩu 5.728. Có 3 anh em dân tộc sinh sống ở trên địa bàn, chủ yếu là dân tộc Thái, chiếm đa số dân tộc Mông, dân tộc Kinh. Chủ yếu ngành nghề phát triển sản xuất nông nghiệp, mà do điều kiện xã Trường Đông là một xã ở vùng 145, vùng 2, do trình độ dân trí còn thấp, cho nên là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 64% là tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Sau khi chia tách, đảng ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cán bộ thuộc quyền trong các lĩnh vực chuyên môn của mình để tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chung ở phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, mà nhất là đội ngũ cán bộ công chức chuyên trách theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận một. Cùng với việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức, xã đã thực hiện tốt việc bố trí sắp xếp cán bộ đúng vị trí chuyên môn, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, gắn việc đánh giá cán bộ công chức với hiệu quả công việc. Việc tiếp dân ở trong bộ phận chế độ mở cửa thì Ủy ban Nhân dân xã đã phân công văn phòng, công chức văn phòng và công chức tư pháp hộ tịch. Hai công chức sẽ đảm nhiệm, tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế mở cửa. Khi dân đến giao dịch thì chúng tôi ghi vào sổ sách rồi có phiếu hẹn, nếu như trả kết quả cho dân không cùng trong ngày thì có phiếu hẹn cho dân, và nếu dân mang hồ sơ đến không đủ thì chúng tôi ghi phiếu hoàn thiện hồ sơ để dân biết và thực hiện. Khi dân đến giao dịch thì chúng tôi luôn giải thích để cho dân hiểu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp mà dân không hiểu thì chúng tôi giải thích rõ ràng để dân tránh đi lại nhiều lần để không làm mất thời gian của người dân. Hiện tại, đội ngũ cán bộ công chức xã Trường Đông đã được trẻ hóa, có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản, được bố trí công việc đúng chuyên môn. Trên từng cương vị công tác, mỗi cán bộ công chức xã đều tích cực rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm, đồng thời chủ động giúp đỡ, hỗ trợ đầy đủ yêu cầu của người dân mỗi khi tiếp cận với hệ thống chính quyền cơ sở. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thì cũng đề nghị cấp trên có sớm có kế hoạch và
Đảng ủy chính quyền địa phương sẽ có sớm có kế hoạch chỉ đạo, lãnh đạo cử cán bộ công chức chuyên trách đi tập huấn hoặc đi học nâng cao thêm kiến thức để phục vụ, để sau này về phục vụ địa phương cho được hoàn thiện hơn và hoàn chỉnh hơn. Từ đó tạo được niềm tin và tin tưởng của bà con nhân dân đối với Đảng ủy chính quyền địa phương trong lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ thuộc quyền của mình. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền xã Trình Đông tiếp tục quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, trong đó tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ công chức tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ cán bộ nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường bám nắm cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu xây dựng bình đẳng, hạnh phúc, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quẻ Cang, huyện Tuần Giáo đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, tiếp cận các kiến thức xã hội. Mô hình 503 sạch là một trong những hoạt động được phụ nữ xã triển khai khá hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quẻ Cang hiện có trên 1.200 hội viên sinh hoạt ở 24 chi hội. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã đã triển khai và hướng dẫn các chi hội xây dựng chương trình thực hiện. Đến nay, 100% số gia đình hội viên đăng ký tham gia, hơn 90% số chi hội đạt 8 tiêu chí nội dung của cuộc vận động. Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, thu hút hội viên tham gia, Hội viên Phụ nữ xã đã chỉ đạo các chi hội quán triệt mục đích ý nghĩa tổ chức cho hội viên đăng ký 8 tiêu chí của cuộc vận động. Đó là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ, gắn với phong trào thi đua yêu nước. Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng điểm mô hình, câu lạc bộ 503 sạch. Hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho hội viên như luật bình đẳng giới, pháp lệnh dân số, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, phòng chống ma túy, mại dâm, luật giao thông đường bộ. Tôi đã triển khai cuộc vận động xây dựng 503 sạch đến tất cả các cán bộ hội viên trong toàn xã. Đến nay thì đã đạt được hiệu quả. Trong những năm qua đã thực hiện thì tất cả 24 chi hội thì đạt 19 trên 24 chi. Nhưng với triển khai thực hiện thì cũng có những cái hạn chế, trình độ tiếp thu nhận thức của chị em nó còn hạn chế, là vì là nước trâu bò ở dưới gầm sàn, thả rông gia súc vẫn còn một số chi. Trong những thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, triển khai sâu rộng để cho chị em được tiếp thu và đạt được những hiệu quả 503 sạch sắp tới. Bản Hán, xã Quẻ Cang được Hội Phụ nữ xã chọn thí điểm thực hiện mô hình 503 sạch. Mấy năm trước đây, do hạn chế về nhận thức nên tình trạng vứt rác thải bừa bãi của người dân trong bản vẫn xảy ra. Từ khi chi hội phụ nữ bản thực hiện mô hình 503 sạch, thì nhận thức về giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân được nâng lên. Để mô hình đi vào hoạt động có nề nếp và thu hút đông đảo hội viên tham gia, chi hội đã xây dựng quy chế hoạt động, đồng thời tuyên truyền cho không chỉ hội viên mà cả nhân dân trong bản hiểu về mục đích của mô hình để cùng nhau thực hiện. Cụ thể, bản đã phối hợp với chi đoàn thanh niên tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Chị em hội viên đã biết sắp xếp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng hơn. Các tiêu chí trong mô hình 503 sạch rất gần gũi, gắn bó với đời sống hội viên. Do vậy, khi từng tiêu chí trong mô hình đi vào cuộc sống đã tạo được sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và hành động của hội viên. Không những thế, mô hình này còn giúp cho chị em có phương pháp nuôi dạy con tốt hơn, khuyên người thân tránh xa tệ nạn xã hội. Thực hiện theo tiêu chí không sinh con thứ ba,
các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã biết sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp, sinh từ 1 đến 2 con, chăm lo nuôi dạy con chu đáo. Hoàn thiện người phụ nữ theo các tiêu chí tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang. Các hội viên đã biết nêu cao tinh thần giữ gìn vệ sinh chung. Hàng ngày, từng hộ gia đình tự quét dọn từ nhà ra ngõ, tập trung đổ, đốt rác thải đúng nơi quy định, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các gia đình tích cực vận động con em đến trường đúng độ tuổi, không để tình trạng con em bỏ học. Bấy cuộc vận động phong trào 503 sạch, ở chi hội tôi thì tôi luôn tuyên truyền vận động chị em thực hiện các phong trào. Như là ở bản tôi thì, ở chi hội tôi thì như là nhốt trâu bò dưới gầm sàn này, hàng tuần thì chúng tôi là thực hiện 10 ngày là chống dọn dẹp vệ sinh môi trường làng bản, là cứ 10 ngày là một lần. Tôi mong rằng bản làng mình sẽ sạch đẹp hơn, là các chị em hội viên rất nhiệt tình tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, Hội Phụ Nữ xã đã thực hiện nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tạo việc làm, tăng thu nhập, vận động các chi hội gây quỹ hội bằng hình thức nuôi lợn nhỡ tiết kiệm, điển hình ở các chi hội Bản Côm, Bản Sáng, Bản Hán và Bản Sái Ngoài đã huy động tiết kiệm được 10 triệu đồng. Ngoài ra, các chi hội còn gây quỹ bằng tiền mặt. Hiện mỗi chi hội có từ 4 đến 17 triệu đồng chân quỹ trở lên. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho trên 330 hội viên vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 11 tỷ đồng. Hầu hết nguồn vốn vay đều được các hộ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Tiêu biểu có chi hội phụ nữ các bản, Bản Cườm, Bản Cản, Bản Cuông. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động hội viên để mạnh tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, Hội Phụ Nữ xã còn phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Từ khi có chủ trương chính sách 503 sạch thì chị em chúng tôi thì ai cũng góp sức để đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Có thể thấy, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã tác động tích cực đến các hoạt động của hội. Toàn xã có 100% hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện phong trào, có 19 trên 24 chi hội phụ nữ đạt 8 tiêu chí nội dung cuộc vận động. Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Hội Phụ Nữ xã Quẻ Cang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tìm nhiều giải pháp cụ thể thiết thực, hỗ trợ phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Và các tiêu chí phụ nữ trong thời kỳ mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Trang truyền hình cơ sở của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên giáo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.